thời điểm hiện tại với tình hình Covid dịch bệnh khó khăn như thế này mà chúng ta mở ra càng to, đầu tư càng nhiều tiền thì chết càng nhanh. Nhưng mà bản thân Huy thì là một cái người hết sức bình thường, không có giỏi giang gì ấy. Không có phải là người quá quá giỏi. Đấy, bởi vì Huy đã từng khởi nghiệp, đã từng thất bại rất nhiều lần. Đã từng khởi nghiệp và đã từng thất bại rất nhiều lần. Đấy. Cho nên nếu mà mình là người giỏi thì mình đã thành công rất nhiều rồi. Nhưng mà bởi vì mình không giỏi cho nên là mình cứ khởi nghiệp sau đó mình thất bại. Sau nhiều lần thất bại và tất nhiên cũng có một vài lần có những cái thành công nho nhỏ. Thì mình bắt đầu tìm hiểu lý do tại sao mà số lượng cái doanh nhân hay là số lượng cái doanh nghiệp khởi nghiệp hàng năm, hàng tháng nhiều đến như vậy. Nhưng mà tỷ lệ thành công thì vô cùng khiêm tốn. Anh chị em biết là gì ạ? Cái tỷ lệ thành công của các công ty hay là các cái doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam ấy, Việt Nam nói riêng cũng như là thế giới nói chung, thì có một cái bài báo ở trên trên mạng anh chị em có thể search, đó là gì ạ? 95% các công ty khởi nghiệp không đón được sinh nhật lần thứ 5. Tức là gì ạ? Là 95% các công ty khởi nghiệp mở ra và không tồn tại được quá 5 năm. Như vậy là gì ạ? Như vậy đó là tỷ lệ đào thải và tỷ lệ rủi ro, tỷ lệ mà gì ạ? Thất bại cực kỳ cao. Đúng không anh chị em? Bao nhiêu anh chị em thấy rằng là gì ạ? Làm chủ thì không hề dễ dàng một chút nào. Và làm chủ kinh doanh thì cũng không hề là gì ạ? Đơn giản một chút nào. Thì hãy comment số 4 vui đúng không ạ? Không hề dễ dàng như nào để mà chúng ta có thể khởi nghiệp thành công một cái công việc kinh doanh nào đó. Không hề dễ một chút nào. Chúng ta nhìn thấy ngoài kia có những người kinh doanh, có những người thành công, có những người đang đi đến con đường thành công, có những người có vẻ thành công, có những người vừa mới mở ra nhưng mà rất hoành tráng. Nhưng mà sau một thời gian thì chúng ta không thấy đâu hả? Đấy. Chúng ta thấy có một số cái cửa hàng kinh doanh, thấy có một số cái quán ăn, một số shop mở ra. Sau một thời gian thì chúng ta lại thấy nó đổi chủ, có đúng không ạ? Sau một thời gian lại thấy nó đóng cửa. Sau một thời gian thì nó lại gì ạ? Nó lại chuyển đi đâu mất. Hoặc là gì ạ? Nó lại có một cái cửa hàng khác. Đó. Thế thì đó chính là cái vấn đề của thị trường. Đó chính là cái vấn đề của phần lớn mọi người. Và Huy đi tìm cái câu trả lời. Tại sao chúng ta lại gì ạ? Lại không thành công hoặc khó thành công khi mà chúng ta khởi nghiệp kinh doanh? Và Huy đã tìm ra câu trả lời. Huy đã tìm ra được cái nguyên lý chung. Huy đã tìm ra được cái mấu chốt vấn đề. Và cái câu trả lời này nó chỉ dành cho những anh chị em nào bình thường thôi nhé. Còn những anh chị em mà có tầm độ 100 tỷ trở lên thì chúng ta không nên ngồi nghe cái Zoom này. Bởi vì anh chị em sẽ bảo là ông này chém gió. Thực ra thì chỉ đơn giản là anh chị em có cái cách nhìn khác mà thôi. Đúng không ạ? Anh chị em nếu mà có 100 tỷ thì anh chị em không nên ngồi Zoom này. Bởi vì Zoom này đang phục vụ cho những con người hết sức bình thường. Đấy. Bởi vì Huy có những cái trải nghiệm bình thường. Huy không phải cái người có 100 tỷ để mà tiêu, để mà đốt, để mà chạy quảng cáo, để mà marketing, để mà thực hiện những cái ý tưởng kinh doanh rất là kinh khủng và rất là hoành tráng, rất là bài bản. Huy là một con người hết sức bình thường. Và Huy đi lên từ hai bàn tay trắng, thậm chí là âm anh chị em. Đi lên từ hai bàn tay trắng, thậm chí là âm. Và đến bây giờ thì Huy đã có một cái công việc, có một cái sự nghiệp tương đối gọi là hài lòng. Và nó vẫn đang phát triển và đang tiến triển rất là mạnh, rất là nhanh. Và cảm thấy rất là sung sướng, rất là hài lòng với cái mình đang có hiện tại. Ở thời điểm hiện tại thì là một tháng thu nhập của Huy nó có thể bằng 5 tháng thu nhập mà khi mà Huy còn đang là chủ doanh nghiệp liên quan đến xây dựng. Trước đây thì Huy làm chủ doanh nghiệp liên quan đến nhà thông minh và là một thành viên của BNI, một tổ chức kết nối kinh doanh toàn cầu. Tuy nhiên, cái thu nhập hiện tại của Huy thời điểm hiện tại là
có thể cao gấp 5 lần so với thời điểm trước đây. Đấy, 5 đến 10 lần anh chị em. Đó, mà Huy mới mới gọi là thay đổi cái định hướng công việc chỉ sau khoảng độ 2 năm áp dụng những cái lý thuyết mà Huy đã ngộ ra. Bao nhiêu anh chị em có muốn nghe cái lý thuyết hay là những cái thứ mà Huy đã giác ngộ ra sau rất nhiều lần thất bại, sau rất nhiều lần nghiên cứu, sau rất nhiều lần học tập. Đó, và Huy đã tìm ra được cái chân lý, tìm ra được cái con đường và tìm ra được cái lý thuyết, đúc rút ra được cái lý thuyết và Huy áp dụng nó vào trong thực tế và trong trong công việc thực tế và đã thành công một cách thực sự là rực rỡ. Và đến hiện tại thì Huy rất là hạnh phúc với cái con đường của mình, cái công việc của mình. Bao nhiêu anh chị em muốn Huy chia sẻ tất cả những cái kinh nghiệm này, không phải lý thuyết, nó là kinh nghiệm thực tế của Huy, nó là những cái trải nghiệm thực tế của Huy. Nếu mà anh chị em muốn thì hãy comment tôi ạ. Rồi, rất cảm ơn anh chị em, rất tuyệt vời. Rồi thì như Huy nói ban đầu là Huy chỉ chia sẻ cho những anh chị em nào thực sự mong muốn thôi, còn anh chị em nào mà không mong muốn thì tốt nhất anh chị em không nên ở trong cái Zoom này, được không ạ? Bởi vì Zoom này nó chỉ dành cho những người bình thường à, nhưng mà có một cái giấc mơ lớn, có một cái mong muốn khát khao để trở nên thành công hơn, giàu có hơn, giúp đỡ được nhiều người hơn, thì chúng ta hãy ở lại, đúng không ạ? Thế thì bởi vì chúng ta là những người hết sức bình thường, cho nên là chúng ta làm sao đấy là để mà thành công, chúng ta vẫn phải làm chủ thôi. Chúng ta biết về cái kim tứ đồ rồi, đúng không ạ? Về kim tứ đồ thì chúng ta biết là 80% những cái người mà là ở bên trái kim tứ đồ là những người làm thuê hoặc là tự doanh, thì 80% những người này thì thường là không có nhiều tiền. 80% họ là những người nghèo hoặc là hoặc cận trung lưu, chưa được đến trung lưu. 80% ở phía bên trái của kim tứ đồ thì là gì ạ? Thì là sở hữu có 20% tiền bạc của cải của xã hội. Nhưng mà thực tế đến bây giờ theo thống kê thực tế thì cái nửa ở bên trái thì nó trên 90% anh ạ. Trên 90% ở bên trái chỉ chiếm có 10% của cải vật chất của xã hội thôi. Như vậy là gì ạ? Cái tỷ lệ giàu nghèo càng ngày nó càng tăng lên, nó không theo nguyên tắc Pareto như bình thường nữa, mà tỷ lệ giàu nghèo càng ngày nó càng tăng lên. Anh chị em có thấy điều này không ạ? Càng ngày cái người giàu thì càng giàu mà người nghèo thì làm sao? Thì càng nghèo. Đúng không ạ? Thì Huy tìm hiểu, Huy nghiên cứu thì hóa ra đó là gì ạ? Nó có một số cái nguyên tắc, một số cái nguyên lý mà những cái người nghèo hay những người chưa thành công, Huy gọi là những người chưa thành công, bởi vì họ không áp dụng những cái nguyên tắc này, cho nên là gì ạ? Cho nên họ cứ cứ làm một cách bản năng, giống như Huy trước đây làm một cách bản năng và sau đó là cứ thất bại. Mà mình làm mình không biết đâu là đúng đâu là sai, bởi vì có một cái câu nói anh chị em nhớ đó là gì ạ? Lựa chọn thì quan trọng hơn là nỗ lực, đúng không ạ? Lựa chọn thì quan trọng hơn nỗ lực. Thế thì làm thế nào để chúng ta lựa chọn đúng, làm thế nào để chúng ta quyết định đúng, đúng không ạ? Thế thì ở đây chúng ta muốn khởi nghiệp thành công thì chúng ta cần phải có những cái tiêu chí, cần phải có những nguyên tắc, cần phải có những cái lợi thế trong kinh doanh. Mình không có những cái lợi thế trong kinh doanh mà mình nhảy ra mình làm là mình chết. Cho nên là một cái người khi mà họ nói chuyện với Huy thì gặp rất nhiều anh chị em và Huy hỗ trợ rất nhiều anh chị em khởi nghiệp. Đấy. Hàng ngày Huy đều tư vấn cho rất nhiều anh chị em khởi nghiệp. Thế thì có rất nhiều người nói rằng là anh ơi em đang 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 gặp cái này, em đang muốn làm cái này, em đang muốn làm thế kia. Thì Huy chỉ cần hỏi vài câu thì Huy biết được là họ sẽ thành công hay thất bại. Chỉ cần hỏi vài câu thì biết là họ sẽ thành công hay thất bại. Có nhiều người không tin, có nhiều người bảo không em tin là em sẽ làm được. Thế bảo là Huy bảo là thôi em cứ làm đi. Khi nào mà em thất bại thì quay lại gặp anh. Và đúng như vậy, chưa nói trượt cái trường hợp nào. Chưa nói trường hợp nào mà làm mà Huy bảo không làm được mà lại làm được. Đấy. Thì bởi vì như này, bởi vì cái tư duy của họ sai ngay từ đầu. Tư duy sai ngay từ đầu thì làm cái gì cũng sai. Gọi là gì ạ? Ở bên trong mà nó hỏng ấy, thì bên ngoài làm gì cũng hỏng. Đó. Thế thì ở đây Huy mới chia sẻ với anh chị em đó là gì ạ? Đầu tiên đó là chúng ta cần phải có một cái mục tiêu, một cái mục đích, một cái ước mơ lớn, một cái ước mơ thực sự là diện là lớn để mà hướng cái con người của mình, cái cuộc đời của mình đến cái điều đó. Tức là diện mình kinh doanh, mình làm việc hay là bất cứ một thứ gì đó không phải chỉ vì tiền mà phải vì một cái ước mơ lớn hơn, vì một cái lý do lớn hơn,
Tại sao như vậy ạ? Để mà chúng ta có thể vượt qua, chúng ta có động lực để vượt qua những khó khăn. Cho nên là cái nguyên tắc đầu tiên, đó là chúng ta cần phải có một ước mơ lớn, cần có mục tiêu lớn. Ví dụ như này, nếu mà chúng ta chỉ mong muốn kiếm tiền qua ngày thôi ấy, giống như những cái người đi làm thuê khác ấy, bởi vì tư duy của người làm thuê và tư duy của người làm chủ là khác nhau. Bây giờ chúng ta đang là cái người làm thuê, sau đó chúng ta bước qua làm chủ thì chắc chắn là chúng ta sẽ gặp vấn đề. Đó. Cho nên cái nguyên tắc đầu tiên của chúng ta đó là thay đổi cái tư duy của mình, thay đổi cái gì ạ? Cái suy nghĩ bên trong của mình trước. Được chưa ạ? Cái này là cái đầu tiên và cái này cái rất quan trọng. Và đó là lý do tại sao chúng ta cần phải phát triển bản thân, đó là lý do tại sao chúng ta cần phải học tập. Được chưa ạ? Cái này là cái đầu tiên và rất quan trọng. Ví dụ như là khi mà Huy thất bại liên tiếp thì lúc đó Huy mới nghĩ lại tại sao mình thất bại. Thì mình ngẫm ra nhờ có một vài cuốn sách và có những cái người bạn rất là tuyệt vời, những cái người thầy của Huy, thì Huy đã ngộ ra rằng là bởi vì mình đang chạy theo đồng tiền, mình đang chạy theo đồng tiền, mình đang chỉ làm sao chăm chăm để kiếm tiền. Mà khi mà mình chạy theo đồng tiền, mình chăm chăm để kiếm tiền ấy, thì mình sẽ không tìm cách để xây dựng giá trị, không tìm cách để xây dựng, để trao giá trị cho cộng đồng, trao giá trị cho khách hàng. Mà mình chỉ tìm cách là gì ạ? Là kiếm tiền, là móc tiền từ túi khách hàng. Tức là làm thế nào để khách hàng để gì ạ? Trả tiền, thế là xong. Tức là cái thái độ và cái cung cách phục vụ của mình ấy, nó không được gì ạ? Nó không được tốt, nó không được gọi là hoàn hảo, nó không được gọi là chu đáo. So với cả những cái con người thành công khác thì mình không phải là cái người chu đáo khi mà phục vụ khách hàng. Mình vẫn còn để khách hàng phật ý và mình không biết làm thế nào. Đầu tiên nó xuất phát từ bên trong, đó là gì ạ? Mình mong muốn giúp đỡ người khác, mong muốn giúp đỡ khách hàng của mình, đúng không ạ? Mong muốn giúp đỡ khách hàng của mình thì khi đó thì mình mới làm tốt nhất được. Đó, mình sẽ làm tốt hơn những cái gì mà họ trả cho mình thì khi đó thì chúng ta mới có thể thành công được. Ok không ạ? Cho nên nguyên tắc đầu tiên đó là chúng ta cần phải có ước mơ, cần có mục tiêu lớn. Và nguyên tắc số 2 đó là gì ạ? Chúng ta tìm được một đối tượng hay là một cái gì ạ? Một tập khách hàng mà chúng ta thực sự mong muốn giúp đỡ họ. Cái số 2 đó là tìm được cái thị trường mà chúng ta thực sự mong muốn giúp đỡ họ. Còn có những cái đối tượng thị trường mà chúng ta chẳng biết họ là ai và cũng không thực sự là mong muốn giúp đỡ họ thì không nên tham gia. Đấy, Huy nói ví dụ như này. Hôm qua Huy vừa ngồi chat với cả một bạn trẻ. Bạn trẻ nói rằng là thầy ơi, em đang muốn làm kinh doanh cái này. Một bạn trẻ sinh năm 2002, rất trẻ. À, thế thì hỏi là muốn làm gì? Thế bảo là con trai nhé, con trai đang là sinh viên, à, sinh viên, học sinh, sinh viên gì đó. Thì bạn ấy bảo là em đang muốn xây dựng một cái tập khách hàng từng như này như này như này. À, mình nghe có vẻ rất là hay, tức là có gọi là định hướng khách hàng. Nhưng mà gì ạ? Người ta bảo là khách hàng đi trước, à, cái gì ạ? Khách hàng đi trước, sản phẩm theo sau. Phải có khách hàng trước rồi mới tìm đến sản phẩm. Nhưng mà rất nhiều người tìm sản phẩm trước. Thế thì bắt đầu mình mới hỏi là thế em có sản phẩm chưa? Vâng, em có rồi. Và là thế thì em bán sản phẩm gì? Bảo là em bán sản phẩm viên uống trắng da. Thế thì Huy mới hỏi là thế em có uống cái đấy không? Bảo không, em không uống, em chỉ bán thôi. Bảo là thế thì em làm sao em bán được khi mà em không dùng sản phẩm đấy, em biết bán cái gì? Bảo nhưng mà em thấy người ta bán được. Em thấy bạn em nó bán. Bảo ừ thì đúng rồi, tức là em có một cái người bạn nào đó bán, sau đó họ rủ em bán đúng không? Bảo vâng đúng rồi. À, thế thì đấy chỉ là cái cách để mà chúng ta gì ạ? Chúng ta nhìn thấy rằng có cái người nào đó họ bán được thì mình bán thôi. Chứ còn thực ra ấy, mà cái người mà đối tượng khách hàng đấy không phải đối tượng mà chúng ta thực sự mong muốn giúp đỡ. Đấy. Bởi vì chúng ta không hiểu họ, chúng ta không hiểu cái vấn đề bên trong của họ, không hiểu cái mong muốn của họ, cho nên chúng ta sẽ không bán được ai. Được ạ? Còn Huy thì sao ạ? Huy đã từng thất bại trong kinh doanh, Huy đã từng khởi nghiệp nhiều lần và không thành công. Và Huy biết được cái nỗi đau của những cái người khởi nghiệp không thành công. Huy đã từng bỏ ra 2 tỷ để mà để mở một cái quán trà sữa chỉ để thỏa mãn cái đam mê của mình, thỏa mãn cái mong muốn
kiếm tiền, mong muốn để mà xây dựng một cái hệ thống kinh doanh, một cái chuỗi chuỗi kinh doanh, đúng không ạ? Thế thì Huy biết được những cái con người mà đã đầu tư tất cả những cái tiền bạc công sức của mình và sau đó thất bại. Huy biết được cái nỗi đau của họ, Huy biết được cái vấn đề của họ, và Huy rất là mong muốn giúp đỡ họ. Bởi vì sao ạ? Họ cũng bản năng giống như Huy. Họ cũng là gì ạ? Họ cũng chập chững bước chân vào kinh doanh, họ cũng mới bắt đầu kinh doanh và họ cũng có một chút tiền, họ cũng đầu tư ra, sau đó họ thất bại, cũng họ hết vốn, cuối cùng họ gì ạ? Họ bế tắc, họ đau khổ. Và thậm chí có những người còn căng thẳng hơn, còn mệt mỏi hơn rất nhiều. Đó, thì Huy nhìn thấy cái nỗi đau của họ và Huy thực sự mong muốn giúp đỡ họ. Thực sự mong muốn giúp đỡ những con người đang khởi nghiệp, đang bắt đầu kinh doanh và chưa biết làm như nào cho đúng, cũng không biết làm nào cho nó không bị đi sai đường. Đó. Thì đấy chính là đối tượng khách hàng Huy muốn hướng tới, và Huy định vị cái đối tượng khách hàng này trước khi mà Huy tìm sản phẩm. Trước khi mà Huy có sản phẩm thì Huy định vị rằng Huy sẽ giúp đỡ những con người như vậy. Đúng không ạ? Sau đó thì bắt đầu Huy mới tìm ra những cái phương thức khác nhau để giúp họ. Cái nào mà giúp được họ thì Huy đợi coi đấy là sản phẩm của mình. Cái nào mà không giúp được họ thì đấy không phải sản phẩm của Huy. Đó, đấy là cái yếu tố thứ hai mà anh chị em chúng ta muốn khởi nghiệp kinh doanh, là chúng ta phải tìm một cái tập khách hàng mà mình hiểu được nỗi đau của họ. Thì thường cái tập khách hàng đó nó sẽ giống mình. Đó, anh chị em đang là sinh viên thì tập khách hàng của anh chị em là sinh viên. Anh chị em là nhân viên văn phòng thì tập khách hàng của anh chị em sẽ là nhân viên văn phòng. Anh chị em là mẹ bỉm sữa thì anh chị em tập khách hàng của anh chị em sẽ là mẹ bỉm sữa. Đầu tiên là chúng ta phải bắt đầu từ cái đối tượng khách hàng gần gũi với chúng ta nhất, giống chúng ta nhất, để làm gì ạ? Để chúng ta có thể am hiểu họ. Chúng ta nghĩ như nào thì họ nghĩ như thế. Chúng ta có vấn đề gì, họ có vấn đề đó. Chúng ta đau khổ như nào, họ sẽ đau khổ như vậy, đúng không ạ? Đấy. Thì cái yếu tố thứ hai đấy là yếu tố về khách hàng, tức là đối tượng hay là thị trường mục tiêu, được chưa ạ? Rồi sau cái đấy xong ấy, thì bắt đầu chúng ta mới đến cái phần là gì ạ? Lựa chọn về cái thị trường ngách hay là cái thị trường gọi là chi tiết hơn để phục vụ họ, cái nhu cầu, tìm ra cái nhu cầu hay tìm ra cái lợi thế kinh doanh của mình để mà khởi nghiệp thành công, để khởi nghiệp tinh gọn. Chúng ta nhớ đó là chúng ta cần phải tìm hiểu ra được cái nhu cầu của thị trường để chúng ta lựa chọn đúng thị trường. Đấy. Ví dụ như này, để mà có lợi thế trong kinh doanh, khi mà kinh doanh để mà thành công thì chúng ta cần có lợi thế trong kinh doanh. Và lợi thế trong kinh doanh thì có một vài cái lợi thế như sau. Thứ nhất, đó là lợi thế về tiền bạc. Nếu mà anh chị em có tiền, đúng không anh ạ? Tiền bạc, rất nhiều người mà muốn khởi nghiệp thì phải có vốn, đúng không ạ? Không có vốn thì khởi nghiệp bằng niềm tin, đúng không ạ? Cho nên đầu tiên là chúng ta phải có tiền. Như vậy là gì ạ? Lợi thế trong kinh doanh của chúng ta, thứ nhất là tiền. Thứ hai là mối quan hệ. Anh chị em biết rằng gì ạ? Chúng ta có nhiều mối quan hệ thì chúng ta có khả năng thành công cao hơn người khác, đúng không ạ? Người ta bảo là quan hệ là tiền tệ, cho nên là chúng ta cần phải ưu tiên trong cái việc xây dựng mối quan hệ, đúng không ạ? Thứ ba đó là gì ạ? Lợi thế về tiền bạc, lợi thế về quan hệ. Thứ ba nữa đó là lợi thế về gì ạ? Về kiến thức hay là về kỹ năng hay là về trải nghiệm hay về kinh nghiệm. Đấy. Ví dụ như là Huy có một anh bạn, anh ấy là chủ cái chuỗi gọi là bò tơ quán mộc. Đấy. Thì trước đây thì anh đã từng mở những cái chuỗi về lương sơn quán và rất nhiều các cái quán ăn và đã thành công. Cho nên khi mà anh mở những cái quán về sau á, thì anh không cần phải bỏ ra nhiều vốn, mà anh đưa ra cái dự án kinh doanh và anh huy động vốn từ những người khác. Những người khác nhìn thấy cái kinh nghiệm của anh ấy, những cái thành quả của anh ấy, cho nên sẵn sàng đầu tư vào cho anh ấy. Như vậy là anh không cần có nhiều tiền, nhưng anh có kinh nghiệm thì anh vẫn có thể huy động vốn. Giống như Huy khi mà Huy mở ra cái quán trà sữa ấy. Mặc dù đấy là quán trà sữa đầu tiên của Huy, nhưng mà Huy đã có kinh nghiệm trong cái việc mà phân tích các cái dự án kinh doanh. Đấy. Huy rất là giỏi trong cái việc mà phân tích dự án và tìm hiểu các cái dự án kinh doanh, tìm hiểu các cái mấu chốt trong kinh doanh. Thì có những người họ tin tưởng Huy và họ góp vốn cùng với Huy. Đó. Như vậy là cái thứ ba, đấy là kinh nghiệm hay là gì ạ? Trải nghiệm của mình trong kinh doanh hay kiến thức của mình. Đấy ạ. Đó là lý do tại sao nếu mà anh chị em không phải là người quá giỏi thì chúng ta cần phải vào Zoom để học tập hàng ngày. Để chúng ta cần phải học tập hàng ngày để nâng cao bản thân của mình lên. Bởi vì kiến thức cũng là một nguồn vốn.
mối quan hệ cũng là một nguồn vốn, tiền bạc cũng là một nguồn vốn, đúng không ạ? Cái nguồn vốn tiếp theo nữa mà chúng ta, nguồn vốn hay lợi thế tiếp theo trong kinh doanh của chúng ta có thể đó là gì ạ? Là một cái lợi thế kinh doanh, lợi thế là một cái địa điểm kinh doanh. Ví dụ như là cái rất nhiều người bảo anh ơi em đang có mặt bằng mặt phố này, bây giờ em kinh doanh cái gì? Thì đấy là một trong những cái lợi thế kinh doanh. Thì lợi thế kinh doanh hiện nay ấy, nếu mà chúng ta lao ra ngoài mặt phố ấy, thì chúng ta gì ạ? Chúng ta lợi thế kinh doanh đó không còn là cái lợi thế kinh doanh tốt giống như ngày xưa nữa. Ngày xưa là làm cái gì là cũng phải ra thuê cái mặt bằng ở phố, kinh doanh về thời trang, về mỹ phẩm hay là về gì ạ? Về đồ ăn uống, đúng không ạ? Quán ăn hay là bất kể một cái gì thì đều phải gì ạ? Đều phải thuê một cái cửa hàng ở ngoài phố. Đấy, càng có nhiều người biết đến mình, càng có nhiều người đi qua đi lại cái phố đấy, càng to, càng rộng, càng lớn thì càng thành công, đúng không ạ? Địa điểm kinh doanh hay gọi là gì ạ? Hay là về mặt lợi thế về mặt địa điểm. Thế thì hiện nay ấy, địa điểm kinh doanh thì nó không còn lợi thế nữa mà nó chuyển sang một cái lợi thế nữa khác, đó là thương hiệu cá nhân hay là thương hiệu của doanh nghiệp. Như vậy là chúng ta có một cái nhà mặt phố hay chúng ta có một cái nhóm cộng đồng ở trên mạng hay chúng ta trở thành cái người nổi tiếng ở trên mạng, có nhiều người follow thì không khác gì chúng ta có một cái nhà mặt phố, đúng không anh chị? Có nhiều người KOL là gì ạ? KOL tức là những người nổi tiếng thì họ còn có thể cho thuê cái gì ạ? Cái trang cá nhân của họ. Như vậy trang cá nhân của họ có thể trở thành một cái gì ạ? Một cái lợi thế kinh doanh, một cái địa điểm kinh doanh hay thương hiệu cá nhân của họ có thể là một thành lợi thế kinh doanh. Đó. Như vậy là gì ạ? Huy chia sẻ để anh chị em biết rằng đây sẽ là cái dịch chuyển kinh doanh trong cái thời đại mới. Bởi vì thời đại Covid hiện nay, anh chị em biết Covid hiện nay lại đang tăng trưởng trở lại, đúng không ạ? Hà Nội ngày hôm qua gần 200 ca, rồi thành phố Hồ Chí Minh cũng hơn 1.000 ca và cả tổng cả nước gần 10.000 ca. Như vậy là gì ạ? Như vậy là tình hình dịch bệnh càng ngày càng căng thẳng. Mặc dù nhà nước thì gì ạ? Mở cửa, đón khách du lịch, rồi là gì ạ? Cho phép mọi người làm việc. Nhưng cái số ca vẫn tăng lên và tiếp tục nó lại có một số tỉnh hiện nay bắt đầu quay trở lại giãn cách rồi. Tức là quay trở lại giãn cách theo chỉ thị 16 cả tỉnh luôn. Đó. Thì như vậy là gì ạ? Như vậy đó là chúng ta đang bị cái tình hình dịch bệnh nó đang quay trở lại. Và ở châu Âu với một cái tỷ lệ mà gì ạ? Tiêm vaccine rất là cao. Nhưng mà hiện nay tình hình dịch bệnh cũng bắt đầu căng thẳng trở lại. Và tất cả những cái cửa hàng quán ăn thì nó đều đang gặp vấn đề. Đúng không ạ? Đều gặp trục trặc. Rất nhiều những cái ông lớn, những cái quán cà phê lớn như cà phê Trung Nguyên, Starbucks, Highland Coffee, Coffee House thì đều là gì ạ? Đều rất nhiều các cái cửa hàng trong số đó thì đóng cửa. Thậm chí là đóng cửa vĩnh viễn và chuyển hướng sang cái phần gọi là gì ạ? Kinh doanh online và gì ạ? Kinh doanh vỉa hè. Tức là cà phê Highland Coffee hay là cà phê Trung Nguyên cũng gì ạ? Làm cái xe bán ở vỉa hè. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi đó thì nó gì ạ? Nó tiết kiệm, nó gọi là tinh gọn. Đó. Thì để mà chúng ta có thể khởi nghiệp tinh gọn thì chúng ta cần phải tiết kiệm chi phí, tiết kiệm mọi thứ. Như vậy là chúng ta không chỉ có dùng tiền để mà đổ ra giống như là thời đại trước. Thế thời đại trước là chúng ta phải làm thật hoành tráng, làm thật to, thật đẹp. Mở công ty thì cũng phải thuê cái văn phòng thật là rộng, rồi là trang trí thật đẹp. Đấy, thì như vậy là chúng ta mới oai, mới làm được, mới thành công, đúng không ạ? Nhưng mà thời điểm hiện tại với tình hình Covid, dịch bệnh khó khăn như thế này mà chúng ta mở ra càng to, đầu tư càng nhiều tiền thì chết càng nhanh. Đúng không anh chị em? Bao nhiêu anh chị em thấy đúng thì comment số 5. Bao nhiêu anh chị em thấy là mình đầu tư bây giờ đầu tư giống như ngày xưa là chết rồi. Thời đại nó đang thay đổi rất nhanh mà chúng ta không thay đổi thì chúng ta chết. Chết là chắc luôn. Trước đây là gì? Nó chưa Covid thì đã chết rồi. Chứ đừng nói là đến bây giờ Covid thì chúng ta nhìn thấy rõ rằng những cái doanh nghiệp mà đầu tư càng hoành tráng càng chết. Bây giờ mà ra bây giờ mà có rất nhiều người đến bây giờ mà vẫn gì ạ? Vẫn mở ra một cái quán ăn. Định mở ra quán ăn đầu tư, Huy bảo đầu tư bao tiền? Bảo đầu tư 300 triệu. Mà bây giờ đầu tư 300 triệu bao lâu em hoàn vốn? Mà không biết tình hình dịch bệnh này, không biết được nào. Thế tại sao đầu tư 300 triệu mà mình không biết cái điều gì sẽ xảy ra? Thế sao mình lại
mình lại thờ ơ với tiền đấy, tại sao mình lại gọi là sẵn sàng bỏ 300 triệu ra để làm học phí mà có thể là gì ạ, mình phí luôn cái học phí đấy, mình chẳng học được gì, học được đúng bài học đấy là gì ạ, mình không nên làm cái điều đấy đúng không ạ, mình không nên làm như thế, học được đúng bài học đấy là gì ạ, mình vừa bỏ tiền ra đã thấy mất tiền rồi, vừa bỏ tiền ra nó giãn cách nó đóng cửa thế là gì ạ? Chưa bán được ngày nào, mua trang bị tất tần tật các thứ rồi chuẩn bị chạy quảng cáo thì nó sẽ đóng cửa. Huy gặp rất nhiều trường hợp như vậy anh chị ạ, gặp rất nhiều. Thế nên sao ạ? Nhưng mà bây giờ lỡ bỏ tiền ra rồi, lỡ đóng tiền rồi làm sao ạ? Cố thôi. Bây giờ cố thì làm sao? Phải vay thêm 100 triệu, nó vay thêm 200 triệu nó đập vào để làm tiếp. Gồng gồng để cố thì sao nữa? Mặt bằng thì vẫn phải trả, tiền nhân viên thì vẫn phải trả, không trả nó chạy mất, nó biến mất, đến lúc sau hết giãn cách thì quay trở lại thì lại phải thuê nhân viên lại từ đầu, mà thuê nhân viên là cũng vất vả, cũng khó, đâu phải dễ đâu đúng không ạ? Đó, thế cố quá làm sao? Cố quá thì quá cố làm sao, quá cố thì bán nhà bán cửa xong bán hết các thứ thì xong rồi cuối cùng là gì ạ, là lại đau đầu đó. Thế cho nên là để mà thành công trong cái thời đại hiện đại, chúng ta bắt buộc không phải là lựa chọn nữa, mà bắt buộc chúng ta phải khởi nghiệp tinh gọn, khởi nghiệp bằng một số vốn ít nhưng mà vẫn có khả năng thành công cao. Thế để mà vốn ít nhưng mà thành công cao thì bắt buộc chúng ta phải có những nguồn vốn khác, chứ không phải có nghĩa là vốn ít mà chúng ta lại là cứ thế mà thành công. Bởi vì nguyên tắc là gì ạ? Có nguyên tắc gọi là nguyên tắc cân bằng, là tất cả những gì mà chúng ta nhận được thì nó bằng cái số những cái thứ gì mà chúng ta đã trao đi. Thế thì chúng ta không có bỏ ra tiền thì chúng ta phải bỏ ra cái thứ khác đúng không ạ? Chúng ta phải bỏ ra gì ạ? Bỏ ra gì ạ? Mối quan hệ đúng không ạ? Phải bỏ ra kiến thức, bỏ ra kinh nghiệm, bỏ ra trải nghiệm của chúng ta đúng không ạ? Phải bỏ ra gì ạ? Bỏ ra thời gian, bỏ ra vào công sức đấy, phải bỏ ra những gì ạ? Những cái gọi là trí tuệ, chất xám của mình đó. Thì để mà có những cái thứ đó thì chúng ta biết rồi, mối quan hệ chúng ta có thể xây dựng, tiền bạc, thời gian chúng ta có thể tạo ra, có thể tận dụng thời gian, kinh nghiệm, kiến thức thì chúng ta có thể học tập đó. Vì vậy là chúng ta hãy làm dày những cái nguồn vốn đó, thay vì chỉ tập trung vào tiền đó, thay vì tiền tức là gì ạ, mình chuyển dịch sang đó. Rồi tiếp theo nữa, để mà khởi nghiệp tinh gọn chúng ta biết rằng là gì ạ, là chúng ta có một cái chiến thuật rất quan trọng, đó là chiến thuật là đứng trên vai người khổng lồ. Chiến thuật này chiến thuật cực kỳ là quan trọng, đứng trên vai người khổng lồ tức là như này, chúng ta không phải là người khổng lồ, không phải là người quá giỏi, không phải là quá giàu đúng không ạ? Cho nên để mà khởi nghiệp thành công thì chúng ta phải mượn lực của những cái người thành công khác, tức là gì ạ, chúng ta phải đứng trên vai những con người khổng lồ thì làm sao ạ, chúng ta sẽ đi nhanh hơn, chúng ta sẽ có tầm nhìn xa hơn, và chúng ta sẽ gì ạ, sẽ dễ dàng hơn để vượt qua những cái chướng ngại vật nho nhỏ đấy. Thế thì cái câu hỏi đặt ra là làm thế nào để mà tôi có thể đứng trên vai người khổng lồ, làm thế nào để tôi có thể tìm ra những con người khổng lồ. Có rất nhiều những cái cơ hội kinh doanh, có rất nhiều cái mô hình kinh doanh mà chúng ta có thể tận dụng cái điều này. Và một trong số đó, đó là mô hình kinh doanh là gì ạ? Xây dựng hệ thống kinh doanh. Đó. Hệ thống kinh doanh này đã được những công ty rất là thành công ở trên thế giới. Được gì ạ? Họ đã gì ạ? Họ đã có nhiều năm kinh nghiệm rồi. Cái năm kinh nghiệm ấy, là chúng ta cũng thể là gì ạ? Chúng ta cũng có thể tận dụng được. Rất nhiều người bảo bây giờ làm sao để em có thể tận dụng những cái lợi thế kinh doanh đó trong khi em không có đúng không ạ? Thế thì chúng ta phải nhớ đó là chúng ta đứng trên vai người khổng lồ và sử dụng một cái chiến thuật nữa, đó là chiến thuật là gì ạ? Sử dụng đòn bẩy kinh doanh. Sử dụng đòn bẩy kinh doanh. Đòn bẩy kinh doanh là gì ạ? Chúng ta có thể đòn bẩy kinh doanh về gì ạ? Về tài chính này. Chúng ta sử dụng đòn bẩy về gì ạ? Về con người này, đòn bẩy về thời gian này, đòn bẩy về trí tuệ này. Đấy, đòn bẩy về công nghệ này. Được chưa ạ? Như vậy là gì ạ? Chúng ta sử dụng thời gian của người khác, sử dụng tài chính, tiền của người khác, chúng ta sử dụng gì ạ? Công nghệ của người khác, sử dụng trí tuệ của thời gian của người khác, sử dụng thời gian của người khác, sử dụng công sức của người khác. Đúng không ạ? Đấy. Thì chúng ta sử dụng cái đòn bẩy kinh doanh đó, nó gọi là gì ạ? Nó gọi là lợi thế trong kinh doanh của chúng ta. Đó. Thay vì chúng ta phải nghĩ ra một cái sản phẩm thì chúng ta sử dụng cái sản phẩm mà đã có sẵn trên thị trường, mà tốt nhất là chúng ta nên sử dụng một cái
một cái kỹ thuật, nó kỹ thuật Z-Lux. Kỹ thuật Z-Lux này đó là kỹ thuật, đó là gì ạ? Lấy cái sản phẩm đang được thịnh hành ở nơi khác nhưng chưa được thịnh hành ở đây, mang nó về để kinh doanh. Những cái sản phẩm đã được thịnh hành ở trên thế giới, ở những cái quốc gia tiên tiến nhưng mà chưa thịnh hành ở Việt Nam, thì mang nó, những cái sản phẩm ở nước ngoài hoặc là những cái sản phẩm ở những thị trường mà đã có gì ạ, đã có nhu cầu, tức là ở đó người ta đã có nhu cầu, người ta đã phát triển, thì chứng tỏ là gì ạ, là sản phẩm đấy sẽ có nhu cầu ở chỗ khác. Người ta gọi là buôn ở đầu chợ bán cuối chợ, tức là đôi khi mình chỉ mua ở đầu chợ bán cuối chợ thôi, mình đã có chênh lệch, đã có tiền rồi, đúng không anh em? Thế thì nó chỉ đơn giản là có sự chênh lệch kiến thức, chênh lệch về thông tin, chính xác là chênh lệch về thông tin. Có những cái thứ ở bên kia thì nó rất là gì ạ, nó rất là hot, nhưng ở bên này thì chưa ai biết, thì mình mang cái thứ hot từ cái ở bên kia, ở quốc gia khác hoặc là một thị trường khác, ở một tỉnh khác, được chưa ạ? Mình mang về cái tỉnh này của mình nghiên cứu xem là cái nhu cầu thị trường ở bên kia với nhu cầu thị trường của mình nó có tương đương giống nhau không. Nếu mà tương đương giống nhau thì ở bên kia hot thì bên này nó sẽ hot, và mình phải là cái người đi tắt đón đầu. Bởi vì chúng ta không có nhiều lợi thế trong kinh doanh, chúng ta không phải là người có 100 tỷ để mà tạo ra cái thị trường riêng cho mình, chúng ta không phải có 1000 tỷ để chúng ta gì ạ, chúng ta đào tạo thị trường riêng cho mình. Chúng ta đành phải là cái người mà gì ạ, cái người mà đi theo, cái người mà follow theo đấy. Cho nên chúng ta phải là gì ạ, là chúng ta phải là cái người có cái lợi thế về mặt gì ạ, thời gian. Lợi thế kinh doanh đó là mặt thời gian, đó là gì ạ, chúng ta phải chớp lấy cái thời gian khi mà ít người biết đến nó, khi mà gì ạ, khi mà còn đang trong cái giai đoạn mà nó còn đang chuẩn bị xâm nhập thị trường. Thời gian đó là gì ạ, là cái thời điểm mà khi mà một cái dự án kinh doanh, hay là một cái, anh chị em chúng ta tưởng tượng nếu mà chúng ta làm bất động sản chẳng hạn, thì chúng ta phải chớp vào cái dự án khi mà nó chuẩn bị gọi là xin phép, hoặc nó đang xin phép, hoặc nó vừa mới xin phép xong đấy, hoặc nó vừa mới có một cái quyết định đấy, hoặc nó đang xây lắp mặt bằng. Xây lắp mặt bằng thì đấy chính là cái thời điểm tốt để chúng ta nhảy vào bất động sản ở đó. Mặc dù cái thời điểm càng sớm thì rủi ro càng cao, đúng không anh chị em? Anh chị em biết là càng sớm thì rủi ro càng cao. Có thể là dự án đấy nó bị đóng cửa thì sao? Có thể nó không hình thành được thì sao? Có thể chủ đầu tư nó chết thì sao? Có rất nhiều lý do. Nhưng mà chúng ta cần phải tìm những cái cơ hội như vậy. Cơ hội nó luôn luôn có tính thời điểm. Đấy. Hội là hội tụ những cái điểm, những cái điểm điểm mạnh, đúng không ạ? Cơ thì nó là thời cơ. Đấy. Thời điểm thì nó có gì ạ? Có cơ hội, được chưa? Đó. Cho nên chúng ta cần phải tận dụng cái thời điểm tốt là quan trọng. Đó. Như vậy là gì ạ? Một sản phẩm tốt nhưng mà không có thời điểm tốt cũng vứt. Một thị trường tốt mà không có thời điểm tốt cũng vứt, đúng không ạ? Đấy. Như vậy là chúng ta cần phải có lợi thế kinh doanh. Thì lợi thế kinh doanh về một thời điểm đó là một lợi thế kinh doanh rất quan trọng, đúng không ạ? Rồi. Tiếp theo nữa là chúng ta muốn thành công thì chúng ta phải gì ạ? Chúng ta biết rồi, muốn thành công thì chúng ta phải xây dựng cho mình những tập hợp, những con người thành công ở xung quanh mình. Tức là chúng ta cần phải có đội nhóm kinh doanh. Chúng ta không thể làm việc một mình được anh chị ạ. Không thể làm việc một mình được. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình tự làm tất ăn cả. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Làm tất ăn cả là chúng ta là gì ạ? Tự doanh. Thực tế là chúng ta đang làm thuê cho chính mình. Ví dụ như là trong đội nhóm của Huy cũng có một số anh chị em là tự mở một cái cửa hàng thời trang, một cái cửa hàng bán quần áo, hoặc là một cái cửa hàng dược bán thuốc, hoặc một cửa hàng bán đồ ăn đấy, một cái cửa hàng spa nho nhỏ. Nhưng mà gì ạ, nếu mà chúng ta tự làm ấy, thì chúng ta sẽ bán gì ạ, bán thời gian, công sức, kinh nghiệm của chúng ta lấy tiền. Và thời gian thì sao ạ, là một đại lượng có giới hạn, chúng ta không thể nào mà gì ạ, nhân bản thời gian của chúng ta lên được. Nhưng mà bằng cách tận dụng đòn bẩy về con người, đòn bẩy về công nghệ thì chúng ta có thể nhân bản mình lên dễ dàng hơn. Đó là lý do tại sao chúng ta phải đứng trên vai người khổng lồ để mà tận dụng công nghệ của người khác, tận dụng đòn bẩy về 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 thời gian, trí tuệ, công sức của người khác, đúng không ạ? Thì như Huy nói, có một cái mô hình kinh doanh mà anh chị em có thể tận dụng được rất tốt cái công nghệ, thời gian, sức lực, trí tuệ của người khác, tiền bạc của người khác. Đó chính là gì ạ? Đấy là hệ xây dựng hệ thống kinh doanh, hay nó gọi là Network Marketing. Network Marketing là một cái mô hình kinh doanh cực kỳ tiên tiến ở trên thế giới. Và hiện nay hầu hết 30% triệu phú trên thế giới đều là những người đang làm trong lĩnh vực Network Marketing. Tức là cứ có khoảng độ 3 người triệu phú anh nhỉ? Triệu phú đô la anh chị em nhé.
ba người triệu phú đô la trên thế giới thì có một người nằm trong lĩnh vực hay là mô hình kinh doanh là network marketing. Tức là ở Việt Nam ấy thì tức là triệu phú đô la, tức là tỷ tỷ phú ở Việt Nam ấy, tức là một triệu đô tương đương với khoảng 23 tỷ. 1 triệu đô thì tương đương với 23 tỷ Việt Nam đồng. Thì cho Huy xin hỏi này, bao nhiêu anh chị em trong phòng Zoom ngày hôm nay có trên 23 tỷ ở trong tay? Tức là sau khi mình bán hết đi bất động sản, nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, vàng hay là những cái tài sản lớn giá trị mà mình có, bán hết tất cả các thứ đi thì chúng ta có khoảng là 23 tỷ. Nếu mà ai có thì comment là số 1, ai không có thì comment số 0. Đúng không ạ? Để Huy kiểm tra xem trong phòng Zoom này có bao nhiêu triệu phú đô la. Comment số 0 nếu anh chị em không có 23 tỷ ở trong tay sau khi bán hết tất cả các cái tài sản mà mình có, hoặc là quy đổi tài sản từ bất động sản, từ nhà cửa xe cộ và chứng khoán, Bitcoin hay bất kể cái gì đấy chuyển sang là tiền bạc, thì mình tương đương không cần phải bán ấy, tương đương là 23 tỷ. À, có một người à. Nhớ là tài sản của mình nhé, tài sản riêng của mình nhé, chứ không chung với ai cả, tức là mình có quyền quyết định về nó, không chung đụng với ai. Nó tài sản của bố mẹ không tính, tài sản của chung của hai vợ chồng không tính. Đó. Tài sản riêng của mình phải có tầm đấy thì mới gọi là triệu phú đô la được, được chưa? À, như vậy là chúng ta không có. Thế chúng ta có muốn không ạ? Chúng ta có muốn trở thành cái người triệu phú đô la không anh chị em? Có muốn không ạ? Muốn thì comment là tôi muốn được ạ. Muốn thì comment là tôi muốn. Muốn thì comment là tôi muốn. Được ạ? Thì chúng ta biết rằng là gì ạ? Là cách khởi nghiệp kinh doanh thông thường, chúng ta khởi nghiệp kinh doanh, chúng ta có một cái ý tưởng kinh doanh, chúng ta có sản phẩm, chúng ta có một cái thị trường, chúng ta có một cái địa điểm kinh doanh, sau đó chúng ta mở ra cái gì đó thì 95% là chúng ta chết. Cái này là có thống kê rồi, không phải Huy bịa ra, đúng không ạ? Nhưng mà một cái mô hình kinh doanh khác lại gì ạ, lại giúp cho chúng ta có thể thành công, là cứ ba người siêu giàu thì một có người là gì ạ, là xuất phát từ cái mô hình kinh doanh này. Nó gọi là mô hình network marketing. Network marketing thì tại sao Huy lại giới thiệu cái mô hình network marketing cho anh chị em để mà chúng ta có thể khởi nghiệp kinh doanh? Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó giúp cho những người hết sức bình thường để trở nên phi thường. Bởi vì nếu mà anh chị em có 100 tỷ, 1.000 tỷ thì thôi nhá, đừng 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 nghĩ cái câu câu chuyện này nữa, hãy hãy nghĩ cái câu chuyện lớn hơn và chúng ta sẽ kiếm nhiều tiền hơn. Nhưng mà ở đây chúng ta là con người hết sức bình thường, giống như Huy khi lúc bắt đầu khởi nghiệp thì Huy không có tiền và phải khởi nghiệp với một cái nguồn vốn là âm 30 triệu, tức là phải đi vay 30 triệu để khởi nghiệp. Và đến bây giờ thì từ âm 30 triệu khởi nghiệp đó, chỉ sau có 5 tháng thì Huy đã gì ạ? Không phải 5 tháng, chỉ sau 2 tháng là Huy đã trả nợ rồi. Sau 2 tháng là Huy trả hết nợ rồi. Và đến tháng thứ 3, tháng thứ 5 là Huy đã kiếm được 100 triệu một tháng rồi. Từ âm 30 triệu anh chị em nhé, từ âm 30 triệu mà đến tháng thứ 5 mà Huy đã kiếm được 100 triệu một tháng rồi. Với cái mô hình mà Huy đang chia sẻ với anh chị em, đó là mô hình network marketing. Và đến bây giờ thì thu nhập tốt hơn ngày xưa rất nhiều. Đó. Thế thì tại sao cái mô hình network marketing này nó lại hấp dẫn như vậy? Tại sao lại 3 triệu phú trên thế giới lại có 1 triệu phú là gì ạ? Là người làm trong mô hình network marketing. Tại sao chúng ta lại chưa biết đến nó? Tại sao lại chúng ta lại không chưa thực sự quan tâm đến nó? Tại sao chúng ta lại chưa thực sự tìm kiếm được nó? Tại sao chúng ta lại chưa thực sự thành công với nó? Tại sao một số người trong phòng Zoom ngày nay thì đã và đang kinh doanh trong cái mô hình kinh doanh đó? Nhưng mà tại sao chúng ta chưa thực sự thành công? Tại sao chúng ta chưa gì ạ? Chưa tận dụng được cái lợi thế kinh doanh của mình, đúng không ạ? Tại sao chúng ta chưa làm một cách tập trung, chưa làm một cách gọi là gì ạ? Là nguyên tắc. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái mô hình kinh doanh này nó là một cái mô hình kinh doanh là gì ạ? Khởi nghiệp tinh gọn, nhưng để mà thành công được thì nó cần phải đổ vào công sức thời gian ban đầu để làm gì ạ? Để mà sau này chúng ta mới có gì ạ? Có được tiền bạc, chứ nó không phải là kiếm tiền ngay. Kiếm tiền ngay chúng ta đi làm thuê là chúng ta biết ngay là cuối tháng chúng ta có bao tiền. Nhưng mà với mô hình kinh doanh này là mô hình kinh doanh làm chủ tự tự kinh doanh
Nhưng mà gì ạ? Là chúng ta tận dụng được đòn bẩy của người khác và xây dựng được hệ thống kinh doanh, và chúng ta bước sang cái gì ạ? Sang góc thứ ba của gì ạ? Của kim tứ đồ. Đó, đúng không ạ? Thì cái mô hình kinh doanh này, thứ nhất, nó tận dụng được sản phẩm của người khác, nó gọi là other people product. Other people product tức là sản phẩm của người khác. Chúng ta không phải sáng tạo, không phải tạo ra, không phải sản xuất ra sản phẩm, mà chúng ta tìm những cái sản phẩm mà tốt hàng đầu thế giới để mà chúng ta làm. Được chưa? Đã làm cái mô hình kinh doanh này thì phải chơi với thế giới nha. Chơi với Việt Nam thì cũng được, nhưng mà nó sẽ có thể rủi ro, bởi vì chính những công ty đó họ cũng có thể không tồn tại được. Đặc biệt những công ty mới dưới 5 năm. Tức là gì ạ? Ở đây Huy đang hướng dẫn anh chị em cách để mà lựa chọn một cái mô hình kinh doanh, lựa chọn một cái sản phẩm kinh doanh, lựa chọn một cái đối tác kinh doanh. Đó, được không ạ? Thì ví dụ như là chúng ta lựa chọn về sản phẩm kinh doanh thì chúng ta biết là gì ạ? Hiện nay có mấy cái thị trường đang rất hot. Có 8 cái thị trường lớn nhất mà chúng ta thường nhìn thấy, đó là gì ạ? Ăn, ở, mặc, giải trí. Đúng không ạ? Đấy là 4 thị trường là gì ạ? Tiềm năng và cơ bản. Ăn là tất cả những đồ ăn uống, sinh hoạt hàng ngày, thực phẩm, nhu yếu phẩm. Mặc là thời trang, tất cả những thứ gì mà mình mặc trên người, thì đó là gì ạ? Mặc, đeo, phụ kiện, túi sách, quần áo, giày dép, mắt kiếng, tai, khuyên tai, nhẫn, tất cả những thứ gì là mình làm cho mình gì ạ? Mình đẹp lên, đấy, thì là gì ạ? Là mặc, thời trang. Cái thứ ba nữa là gì ạ? Là ở, bất động sản, xây dựng, đúng không ạ? Thì rất hot, anh chị em thấy rất hot, đúng không ạ? Người ta muốn có một cái ngôi nhà thật là đẹp, thật là sang trọng, thật là gì ạ? Thật là an toàn, đúng không ạ? Đó, cho nên là ở, ăn mặc ở và gì ạ? Và giải trí. Giải trí là gì ạ? Karaoke, massage, rồi là du lịch, rồi ABC, rất nhiều những cái mô hình kinh doanh. Tuy nhiên, với cái tình hình hiện tại thì làm sao ạ? Thì cái nhu cầu nó bị thay đổi. Nó thay đổi sang 4 cái thị trường mới. Thực ra là 4 thị trường kia vẫn rất tốt, tuy nhiên nó đang bị dịch chuyển. Dịch chuyển nó 4 thị trường mới, anh chị em có muốn biết không ạ? Có muốn biết thì comment số 5. Không thì hết giờ rồi, chuẩn bị hết giờ. 6 giờ rồi. Comment số 5 nếu anh chị em muốn biết để Huy chia sẻ tiếp. Hôm nay là chủ nhật, rất nhiều anh chị em không cần phải đi làm, cho nên Huy sẽ xin phép khoảng 10 phút đến 15 phút nữa. Nếu anh chị em cho phép thì hãy comment số 5 giúp Huy để Huy tiếp tục chia sẻ được không ạ? Ok, cảm ơn anh chị em. Rồi, 4 cái thị trường tiếp theo mà anh chị em hướng tới và nó đang rất hot và nó sẽ còn tiếp tục hot trong tương lai, và đây là thị trường mà chúng ta không thể bỏ qua. Thứ nhất, đấy là thị trường chăm sóc sức khỏe. Anh chị em biết là khi mà Covid diễn ra thì làm sao? Thì mọi người đều quan tâm sức khỏe, tiền bạc là phù du hết. Là sao? Đùng quá chúng ta dính Covid, ra đi ò ý e, tiền để làm gì? Đúng không ạ? Có tiền không chữa được. Bây giờ có tiền không có thuốc chữa. Đến thủ tướng của cái quốc gia gì đấy cũng vừa mới mất vì Covid. Indo hay là cái gì đấy, quên mất tên, Malaysia gì đấy. Đó. Cho nên là gì ạ? Thị trường đầu tiên mà chúng ta hướng tới là thị trường sức khỏe, chăm sóc sức khỏe. Và theo như thống kê của Google năm 2021, tức là họ tính theo năm 2020, thì năm 2020 ấy, thì cái từ khóa liên quan đến sức khỏe được tăng trưởng hơn 200%. Trong đấy có một cái từ khóa liên quan đến là gì ạ? Liên quan đến tế bào gốc thì tăng trưởng 250%. Đấy. Những cái từ khóa liên quan đến dụng cụ tập thể thao, những cái phương tiện để đo lường, dụ như là đồng hồ đo, rồi những dụng cụ đo hoặc là tập thể thao tại nhà thì tăng trưởng đều trên 200-300%. Đó, được chưa? Cho nên là gì ạ? Rất nhiều người bị bệnh không đến bệnh viện được, bởi vì sao ạ? Bởi vì sợ. Rất nhiều người bị bệnh nền dính Covid phát thì ra đi, không bị bệnh nền dính Covid thì vẫn sống, nhưng mà bị bệnh nền dính Covid thì ra đi. Đó, cho nên chúng ta cần phải chăm sóc sức khỏe chủ động trước khi mà chúng ta bị bệnh, để làm gì ạ? Để mà phòng trừ. Chúng ta phải có một sức đề kháng tốt, một cái sức khỏe tốt. Đó, cho nên là cái nhu cầu về chăm sóc sức khỏe đang trở thành một cái nhu cầu thiết yếu của con người. Tiền bạc lúc đấy nó là phù du hết, được chưa ạ? Cho nên là gì ạ? Cái thị trường về chăm sóc sức khỏe
Đó. Cái thứ hai, thị trường thứ hai đó là thị trường về gì ạ? Làm giàu. Bởi vì sao ạ? Bởi vì theo như thống kê ấy, thì rất nhiều những người kinh doanh bị thất bại, rất nhiều doanh nghiệp đóng cửa, rất nhiều nhân viên bị sa thải, rất nhiều công nhân lao động bị mất việc. Cho nên là rất nhiều người đều mong muốn kiếm tiền. Thì mong muốn kiếm tiền đó là một thị trường rất lớn, đó là thị trường làm giàu. Được chưa? Thị trường thứ hai đó là thị trường làm giàu. Được chưa? Thị trường làm giàu đang một thị trường rất hot. Nếu mà chúng ta có thể giúp đỡ họ kiếm tiền, nếu mà chúng ta có thể chỉ cho họ cách kiếm tiền, nếu chúng ta có thể là đào tạo giúp họ kiếm tiền thì đây chính là một thị trường cực kỳ hot. Đúng không ạ? Đó. Thì ngày hôm nay là Huy chia sẻ cho anh chị em cách làm sao để kiếm được tiền ấy. Thì đấy là gì ạ? Là anh chị em rất lắng nghe và rất thích thú đúng không? Bởi vì sao ạ? Bởi vì làm sao để kiếm tiền ở cái mùa dịch này? Đây là một cái nhu cầu rất lớn, nhu cầu cực kỳ lớn anh chị em. Được chưa ạ? Một cái thị trường tiếp theo nữa đó là thị trường là gì ạ? Thị trường làm đẹp. Thị trường làm đẹp thì trước giờ nó vẫn là một thị trường rất là hot anh chị ạ. Thị trường làm đẹp vẫn là một thị trường rất hot. Bởi vì sao? Chúng ta biết rằng là gì ạ? Để mà thành công ấy, để mà kiếm được tiền ấy thì mình càng đẹp mình càng kiếm được nhiều tiền. Anh chị em có thấy rằng những cái cô gái rất là xinh xắn này, họ chẳng làm gì, chỉ đơn giản là chụp ảnh ấy, chụp ảnh quay phim đưa lên mạng đã kiếm được tiền. Đúng không ạ? Đấy. Cho nên là gì ạ? Đầu tư vào sức khỏe, đầu tư vào gì ạ? Vào sắc đẹp của mình, đầu tư vào cái giao diện của mình là rất quan trọng. Mình đẹp thì mình sẽ kiếm được nhiều tiền. Anh chị em nào ngày hôm nay mà còn coi thường cái vẻ đẹp bên ngoài của mình ấy thì hãy gì ạ? Hãy coi chừng. Nếu mà anh chị em còn coi thường cái vẻ bên ngoài của mình thì anh chị em sẽ trả giá đắt luôn. Đấy, bởi vì hiện nay phần lớn thời gian là chúng ta gì ạ? Chúng ta nhìn bằng mắt, cái gì đẹp, cái gì bắt mắt thì chúng ta sẽ để ý, chúng ta sẽ lưu ý. Cho nên là gì ạ? Cô nào mà xinh ấy thì sẽ dễ bán hàng hơn, cô nào mà xinh ấy thì dễ kiếm tiền hơn, cô nào xinh ấy thì dễ lấy chồng hơn, dễ có người yêu hơn, đúng không anh em? Đấy, đấy. Còn anh nào cũng thế, anh nào mà xinh mà đẹp mà gì ạ? Mà da mịn màng thì làm sao? Cũng bán hàng dễ hơn. Đó, cho nên thị trường làm đẹp đó là thị trường vô cùng quan trọng, rất tiềm năng. Và một cái thị trường nữa cũng cực kỳ là tiềm năng, đó là thị trường gì ạ? Thị trường giáo dục và đào tạo. Thị trường giáo dục tức là gì ạ? Khi mà mọi thứ nó khó khăn ấy thì người ta mới 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 đi học, chứ còn nếu mà bình thường ấy, người ta đang đang mệt mỏi vì đếm tiền ấy, người ta đang kiếm tiền giỏi, người ta đang mở ra quán ăn và khách đông tấp nập này thì người ta cũng chẳng cần phải học, đúng không anh nhé? Thị trường giáo dục và đào tạo đang thị trường cực kỳ hot, cực kỳ là gì ạ? Cực kỳ có nhiều người có nhu cầu, đúng không ạ? Và bốn cái thị trường đấy là bốn thị trường đang rất rất hot hiện nay. Và bây giờ Huy đang làm cái công việc gì ạ? Huy làm cả bốn lĩnh vực đấy luôn, trong một cái mô hình kinh doanh Huy làm cả bốn cái lĩnh vực đấy luôn. Đó, đúng không ạ? Vừa là gì ạ? Tức là gì ạ? Là nhắm tới bốn cái nhu cầu của con người. Nhu cầu thứ nhất họ muốn gì ạ? Họ muốn khỏe. Thứ hai họ muốn đẹp. Thứ ba họ muốn giàu. Thứ tư là họ muốn gì ạ? Muốn giỏi. Huy hỏi anh chị em này, hỏi thật nhá, hỏi thật này, anh trong phòng Zoom này bao nhiêu anh chị em muốn khỏe, comment số 1. Muốn khỏe comment số 1. Thật nhanh, thật nhanh. Thật nhanh, nếu mà anh chị em muốn khỏe comment số 1. Ôi, thật nhanh, thật nhanh. Comment số 1 nếu anh chị em muốn khỏe. Đấy, anh chị em nhìn đây. Đây là gì ạ? Đây là khảo sát thị trường nhé. Xem là đúng là thị trường có nhu cầu hay không nhé. Đấy, thấy chưa? Anh chị em thấy không? Bây giờ anh chị em nào mà gì ạ? Muốn khỏe mà muốn gì ạ? Muốn giàu comment số 2. Muốn giàu comment số 2. Đấy, anh chị em xem này, thống kê này, nhìn nhìn cái phần thống kê ở ở cái phần chat này, anh chị em thấy không ạ? Nhảy tanh tách luôn. Đúng chưa? Ừ, rồi, anh chị em nào vừa muốn giỏi, à muốn vừa muốn giàu, vừa muốn khỏe và vừa muốn giỏi. Khỏe, giàu, mà lại giỏi. Giỏi tức là gì ạ? Là mình nâng cấp bản thân mình được học tập, mình được đào tạo, mình được phát triển bản thân ấy, mình được nhiều kiến thức, nhiều kinh nghiệm hơn ấy, thì là mình giỏi ấy. Được chưa ạ? Thì comment số 3. Comment số 3 nếu mà muốn muốn giỏi, comment số 3. Muốn giỏi thì mình phải học thôi, biết làm sao bây giờ, đúng không ạ? Không học thì đố mày làm lên, không thầy đố mày làm lên. Đúng không ạ? Không học có sao mà giỏi là mà giàu được.
Không học thì không giàu được. Đúng chưa? Rồi. Bao nhiêu anh chị em vừa muốn khỏe, muốn giàu, muốn giỏi mà lại muốn đẹp nữa? Đẹp thì comment số 4. Bao nhiêu anh chị em muốn giàu, muốn giỏi, muốn khỏe, muốn đẹp? Vừa khỏe, vừa đẹp, vừa giàu, vừa giỏi. Đấy. Thì comment số 4. Muốn đẹp thì comment số 4. Bây giờ anh chị em nào muốn tất cả 4 cái thứ này thì comment số 1 2 3 4. Còn muốn 3 trong số đấy thì comment 1 2 3. Comment 1 2 3 4 nếu anh chị em muốn tất cả 4 thứ này. Khỏe, đẹp, giàu, giỏi. Nghe nó thuận miệng hơn rồi đấy. Khỏe, đẹp, giàu, giỏi. Khỏe, giàu, giỏi, đẹp, khỏe, giỏi, giàu, đẹp, giàu, giỏi, khỏe. Rồi, khỏe, đẹp, giàu, giỏi. Khỏe, đẹp, giàu, giỏi. Được chưa? Khỏe, đẹp, giàu, giỏi. Được chưa anh chị em? Nếu mà anh chị em muốn điều này thì đây chính là gì ạ? Đây chính là cái mô hình kinh doanh gọi là gì ạ? Là tinh gọn mà anh chị em nên tham gia. Đó là gì ạ? Mô hình liên quan đến network marketing và tìm kiếm những cái gì ạ? Những cái công ty mà có cái gì ạ? Có uy tín để mình tham gia. Được chưa ạ? Như vậy là chúng ta đã xác định được cái thị trường mục tiêu rồi. Thị trường mục tiêu là gì ạ? Khỏe, đẹp, giàu, giỏi. Đấy là nhu cầu của con người, nhu cầu thiết yếu của con người. Mà mình lại đáp ứng được cả 4 cái nhu cầu này một phát nữa thì mình vô địch luôn. Đúng không ạ? Một cái mô hình kinh doanh mình đáp ứng luôn cả 4 thứ này thì nó vô địch luôn. Và Huy đang làm đúng cái thứ như vậy. Được chưa ạ? Bao nhiêu anh chị em thấy rằng mình cũng đang làm cái mô hình kinh doanh mà nó đáp ứng một lúc cả 4 cái nhu cầu này và mình cảm thấy rất tự hào, rất sung sướng vì mình đang có cái công việc kinh doanh giống như vậy thì comment số 5 nữa. Comment số 5 nếu mà anh chị em đang có một cái mô hình kinh doanh vừa giúp cho mình khỏe, vừa giúp cho mình giỏi, vừa giúp cho mình giàu, vừa giúp cho mình đẹp mà mình lại còn đi giúp được cho người khác có được cái điều này. Mình có tự hào về cái công việc kinh doanh của mình không ạ? Nếu mà tự hào về công việc kinh doanh của mình, comment số 5. Đấy, xin chúc mừng tất cả anh chị em. Đấy. Còn những anh chị em nào mà chưa biết điều gì xảy ra, mà chưa có một cái mô hình kinh doanh nào để mà mình có thể giàu, giỏi, khỏe, đẹp mà lại gì ạ? Mà lại khởi nghiệp tinh gọn với một số vốn ít thì comment số 6. Tức là mình chưa biết gì, mình chưa biết chọn cái sản phẩm, cái mô hình kinh doanh nào mà chưa biết cái gì, chưa biết là cái lựa chọn như thế nào. Được không ạ? Thì comment số 6. Chưa, comment số 6. Thì nếu mà anh chị em chưa biết thì vui lòng là gì ạ? Liên hệ với cái người mà mời anh chị em vào trong phòng Zoom này. Chỉ đơn giản là gì ạ? Liên hệ với người mà mời anh chị em vào trong phòng Zoom này để làm gì ạ? Để mà hỏi họ, họ làm như thế nào? Họ làm nào mà lại có một cái thị trường tuyệt vời như vậy, lại có mô hình kinh doanh tuyệt vời như vậy với một số vốn ít nhưng mà vẫn có thể thành công. Được không ạ? Anh chị em có sẵn sàng ngồi lại, gọi là có một câu thần chú này Huy thường nhắc anh chị em này, đó là gì ạ? Để mà thành công, trước đây thì Huy không thành công bởi vì Huy không dám đọc câu thần chú này. Bây giờ Huy đọc câu thần chú này tự nhiên Huy thành công. Anh chị em có muốn nghe cái câu thần chú này không ạ? Đây là cái món quà cuối cùng trước khi phòng Zoom kết thúc, Huy sẽ tặng cho anh chị em câu thần chú này. Và nhờ câu thần chú này mà Huy thành công một cách rực rỡ luôn, thành công một cách không thể nào mà tưởng tượng được. Trước đây mình không thể tưởng tượng được mình thành công đến như bây giờ, chỉ nhờ một câu thần chú này thôi. Bao nhiêu anh chị em muốn nghe câu thần chú này? Huy nhắc một vài lần này, nhưng mà Zoom, trong cái phòng Zoom này thì Huy chưa nhắc bao giờ, chưa nói bao giờ. Cái câu thần chú đó là gì ạ? Đó là: xin hãy giúp tôi. Xin hãy giúp tôi. Đây là một câu thần chú không phải ai cũng sẵn sàng đọc, không phải ai cũng sẵn sàng nói ra, không phải ai cũng sẵn sàng hạ được cái tôi của mình để nói ra. Xin hãy giúp tôi. Hãy liên hệ với cái người mời chúng ta vào trong cái phòng Zoom ngày hôm nay và nói rằng xin hãy giúp tôi. Họ sẽ chỉ cho chúng ta cái con đường, chỉ chúng ta cái mô hình kinh doanh, chỉ chúng ta cái gì ạ? Cái sản phẩm, chỉ chúng ta cái gì ạ? Cái người khổng lồ mà chúng ta cần phải đứng trên vai. Được không ạ? Đó. Thì đấy chính là một trong cái bước đầu tiên để mà chúng ta có thể là gì ạ? Chúng ta thành công. Và Huy sẽ quay trở lại cái chủ đề này vào tuần sau. Huy sẽ quay trở lại chủ đề này vào tuần sau để giúp anh chị em biết chọn ra được cái lựa chọn đâu là một cái công ty để mà chúng ta kết hợp, đâu là một đối tác mà chúng ta kết hợp, đâu là một con người mà chúng ta cần kết hợp. Đúng không ạ? Đấy. Và chúng ta sẽ lựa chọn được cái
cụ thể hơn cái đối tượng khách hàng của mình để mà chúng ta có thể kinh doanh thành công. Cái thị trường ngách của mình, nó gọi là có một chiến lược, loại chiến lược là gì ạ? Big fish in small pond, tức là cá lớn trong ao nhỏ. Thì Huy sẽ quay trở lại chủ đề này vào tuần sau. Nếu mà anh chị em khi mà thấy cái chủ đề mà có cái zoom mà do Huy chia sẻ liên quan đến chủ đề là khởi nghiệp tinh gọn, thì vui lòng anh chị em là gì ạ? Đặt lịch, đặt đồng hồ để mà vào, để mà Huy sẽ hướng dẫn tiếp theo, được không ạ? Rồi à, tiếp tục comment xuống từ xin hãy giúp tôi. Đây là câu thần chú cho nên anh chị em phải luyện, phải luyện chú. Mỗi lần gặp một cái người nào đó mà mình thấy rằng là họ giỏi hơn mình, họ giàu hơn mình, họ thành công hơn mình, thì hãy luyện chú. Luyện chú tức là gì ạ? Xin hãy giúp tôi, xin hãy giúp em, xin hãy giúp em, xin hãy giúp tôi, được không ạ? Thì tự nhiên là sao ạ? Tự nhiên là gì ạ? Cánh cửa nó mở ra. Còn nếu mà mình không đọc đúng thần chú làm sao ạ? Cánh cửa nó không mở. Ví dụ như là mà, vừng ơi mở cửa ra, nhưng mà mình đọc là gì ạ? À, đậu mè ơi mở cửa ra, đậu đen ơi mở cửa ra, đỗ ơi mở cửa ra, lạc ơi mở cửa ra, thì làm sao? Thì nó không mở. Nó phải đọc đúng thần chú nó mới mở thôi. Đấy, cho nên gặp một cái người thành công hơn mình, giỏi hơn mình, thì hãy gì ạ? Hãy luyện chú, xin hãy giúp tôi, xin hãy giúp em, được không ạ? Mình thay cái đại từ nhân xưng của mình vào xin hãy giúp chị, xin hãy giúp chú, xin hãy giúp cô, hãy xin giúp, xin hãy giúp bác, hãy xin giúp, hãy xin hãy giúp tớ, được không ạ? Xin hãy giúp cháu. Đấy, thay cái đại từ nhân xưng thôi. Nhưng mà gì ạ? Ba câu đầu là gì ạ? Là nó phải chuẩn, được không ạ? Xin hãy giúp tôi, xin hãy giúp em, xin hãy giúp cháu, xin hãy giúp chú, xin hãy giúp cô, xin hãy giúp chị, xin hãy giúp anh, xin hãy giúp bác, xin hãy giúp tao. Ồ, cũng được, xin hãy giúp tao. Bạn bè thân thiết gọi nhau mày tao thì xin hãy giúp tao. Được không ạ? Và không phải ai cũng sẵn sàng đọc cái câu thần chú này. Và những người nào đọc thần chú thì sẽ thành công. Anh chị em không tin thì anh chị em cứ luyện đi rồi sẽ tin. Còn đợi tin mới luyện thì chắc còn lâu. Huy thành công được nhờ câu thần chú này. Thế thôi, mỗi thế thôi.